Theo ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu sao cho thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cùng đi nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn ơi. Bây giờ mình tô màu xong nha các bạn ơi. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ
hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu sao cho thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cùng đi nào. Mình làm mình sẽ tiếp tục tô màu các bạn ơi. Bây giờ mình đã tô màu xong nha các bạn ơi.